VP Game.vn, số bạc nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. You just have to try harder than you fight. You might be lost like sunshine in the night. You know what they say, life's about to end. If you wanna be someone, you don't have to wait. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Lời đầu tiên thì mình xin chúc toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công. Ở clip này thì mình mang Berganga, đó là đi đường mid. Thì mình sẽ nói sơ qua về chất tướng Berganga một xíu. Về chất tướng Berganga thì giai đoạn đầu game cũng khá là mạnh nhá. Đối đầu thì hầu như không sợ mấy vị tướng đâu. Quan trọng đó là Berganga, đó là tâm tay hơi ngắn một xíu. Bây giờ thì mình định sáng cướp con búa xanh của tem địch. Nhưng chủ bo tô rô thì cánh giữ rất chỉ là cẩn mật, và pha này thì mình đó là không cướp được. Ok, ở trận đấu này thì mình đối đầu đó là với vị tướng Alistair, một vị tướng cực kỳ là khó chịu bởi vì tâm tay của Alistair thì dài hơn của mình. Kèm theo đó, Alistair chỉ cần đó là đặt chiêu 1 cũng như là chiêu 2 thì có thể đó là choáng được mình. Rồi có một pha giao tranh ở khu vực búa xanh của mình, tem mình thì đã mất một mạng rồi, và cuối cùng đó là tem bàn thì cũng đã hy sinh, đó là vị tướng Omen. Hai vị trí đó là đường ta thân thì đã đổi mạng cho nhau. Pha này mình tốc biến lên chơi nhưng mà chắc có lẽ không chơi được rồi, khi mà Alistair tem bàn thì vẫn đang còn cái tốc biến, kèm theo đó là một cú choáng đến từ vị tướng Alistair khá là đẹp. Pha này mình sẽ ra bắt rừng bàn này, bắt được pha này thì quá tuyệt vời luôn. Khi mà có hai con bua mình sẽ đặt chiêu 1, đó là khép góc của nó chạy về nhá. Thì pha đó mình ra chiêu 1 khép góc đường nó chạy về, và nó mà chạy về thì chắc chắn đó là sẽ dính một màng, và kèm theo đó là con bua xanh dành cho mình nửa, bua đỏ dành cho mình nửa thì quá là tuyệt vời rồi. Mơ gắn gà mà có bua xanh kèm bua đỏ thế này thì sự khó chịu sẽ tăng lên gấp bội, và pha này thì chắc chắn dồn tem bàn, đó là sẽ phải lên rìa này. Rồi tiếp theo là chủ bo tô rô 5 điểm rồi. Nhưng mà đáng tiếc thấy đó là mình chỉ mới level 3 thôi, nhưng mà sự giật độc của mình thì rất chi là thấm. Hai màng khá là nhẹ nhàng. Tiếp theo đó là vị tướng đó là ai nữa. Rồi Butterfly làm gì đấy, liệu có nhảy vào mình hay không. Và quyết định đó là không nhảy vào mình, và cái kết đó là một lần nữa Butterfly lại hy sinh và phải về nhà hồi phục ở tế đàn thôi. Và phần thưởng cho tem mình đó chắc chắn đó là con rồng này nha anh em. Thì khi có con rồng này thì sẽ có lợi thế rất chi là lớn. Và liệu pha này có bắt được vị tướng dồn tem bàn nữa hay không. 3 điểm 4 điểm rồi, giật phạt ngủm củ tỏi đến từ vị tướng dồn này. Tiếp theo đó là bo tô rô 2 điểm 3 điểm. Rồi mình sẽ quăng thêm vài phạt nữa để cho dính độc nhá. Rồi liệu bo tô rô có dính độc hay không. Khi mà 5 điểm rồi anh em ạ, cuối cùng thì bo tô rô cũng phải dính độc và lên bảng điểm số thôi. Sự khó chịu đến từ Berganga là sao? Bởi vì thứ nhất đó là khi mà anh em dính độc để 5 điểm rồi thì nó rụt máu rất chỉ là nhanh nhá. Nó rụt máu rất chỉ là ác luôn ấy. Cho dù anh em có chạy đi thoát được, nhưng mà cuối cùng thì vừa chạy và bị rụt máu, và cuối cùng thì cũng phải hy sinh. Đó là sự khó chịu đến từ Berganga. Kèm theo đó thì Berganga có sự hồi phục khá lớn. Thì mình sẽ phân tích về trang bị một xíu nhé. Thì nếu mà trong thế trận sánh sáo thì anh em có thể lên cho Berganga đó là cái ngọc đài pháp sư cũng được. Bởi vì cái ngọc đài pháp sư này thì khi anh em lên được sớm thì đến giai đoạn phút khoảng thứ 11 là phát huy hết trên nội tài của ngọc đài pháp sư rồi. Thì khi đó là anh em rất chí là mạnh nhá. Ngọc đài pháp sư thì càng về sáu khi mà đủ điểm nội tài của ngọc đài pháp sư rồi thì nó cực kỳ là mạnh. Còn nếu mà anh em ở thị trấn mà thủ mà lượng vàng anh em khá là ít đấy thì anh em bỏ qua ngọc đài pháp sư cũng được, chỉ lên cho nó đó là cái phương hoang lệ thôi. Bởi vì khi anh em lên ngọc đài pháp sư thì giai đoạn đầu khá yếu. Rồi pha này thì có một pha giao tranh rất chỉ là nặng đến từ vị tướng binh cũng như là vị tướng tem bàn. Bên mình thì đang tập trung đánh và cuối cùng thì có sự hỗ trợ rừng mình nữa. Bây giờ thì bo tô rô đã 5 điểm rồi, một pha giật độc đến từ mình và bo tô rô thì cũng phải lên bảng điểm số luôn. Tem mình thì rất chỉ là hổ báo lao vào trù luôn khi mà chưa có thể lính anh em ạ.
Pha này thì mình phải rụt thôi khi mà tem mình bị quá hồ báo, chưa có lính mà bắn hẳn vào trụ chơi luôn. Và cái kế thì tem mình đã phải đó là hai người hy sinh rồi, kèm theo đó thì xa thủ tem mình thì đã chết được đón nữa. Một phá ba đổi ba, nhưng mà phá đổi đó thì có lẽ là tem mình lộ thế hơn. Nhưng mà không sao, dù sao thì mình vẫn đang còn trên mặt trận, đó là điều tuyệt vời nhất rồi. Và mình thì ăn được nhiều màng mà mình chưa phải hạ gục, thì lượng tiền của tem địch vào mình thì cũng chưa phải là hẳn quá nhiều. Phá này thì mình sẽ rình đập đấy nhá, bắt Omen nha anh em. Thì hiện tại thì mình vẫn cho Omen phám và vẫn cho Omen đánh đà khi mà giao tranh khoảng lừa 50% máu nữa. Hoặc là dùng cải sát vực sống thì mình sẽ mới lao ra nhá. Nhưng pha này thì Omen đánh rất chỉ là cẩn thận. Nhưng mà liệu có phải đó là về phục hay rồi 4 điểm nắm thì ôi thôi xong rồi. Một pha tốc biến rất chỉ là nhạy cảm đến từ vị tướng Omen. Và cái kết thì đã cứu được vị tướng Omen, nhưng mà vẫn quyết định giữ trụ này. Pha này thì Omen là sai lầm rồi nhá. Này thì dùng sát vực này lừa tinh anh em ạ. Thì pha đó Omen dùng cái sát vực lại để nhốt mình trong trụ phạt. Gắn gá một xíu nhá.
Thì đầu tiên thì mình sẽ lên cho nó cái phương hoàng lê đầu tiên, tức là món đồ khi mà anh em lên cấp thì có thể hồi phục máu và năng lượng. Món đồ thứ hai đó là mình sẽ lên cho nó đôi giày. Ở trận đấu này thì mình sẽ lên cho nó đôi giày kiên cường, bởi vì tem bên kia thì đó là có Alistair thì cũng khá khó chịu nhá, nên là mình thì tâm đánh đó là gần hơn, nên là mình sẽ lên cho nó đôi giày kiên cường. Món đồ thứ ba thì tức là khi lên đôi giày xong rồi thì mình sẽ lên cho nó cái ngọc đài pháp sư. Khi hoàn thiện ngọc đài pháp sư rồi thì mình sẽ lên cho nó đó là cái trường bắn nhá, để tỏ ra cái sự khó chịu đến từ vị tướng mơ gắn gá. Ngọc đài pháp sư xong thì mình sẽ lên cho nó cái vương miền. Và xong cái vương miền thì mình sẽ lên cho nó món đồ xuyên giáp phép ấy, đó là món đồ đó là cái trường hồn mãng. Và món đồ cuối cùng thì mình sẽ lên cho nó đó là cái giáp hồi sinh nhá. Thì đồ này thì cực kỳ là khỏe cho vị tướng mơ gắn gá luôn ấy. Thì vừa rồi thì có một phá đó là mình đã phải đó là mất mạng chấm dứt sau khi là ăn được 8 mạng rồi, bởi vì tém địch thì rất chỉ là đống. Và phá đó thì mình cũng không chạy được nữa, bởi vì sự ngăn cản đến vị tướng Tô Rố, kèm theo đó là vị tướng Alistair. Thì bây giờ tém bàn thì công trù và tánh trù và cải kết của tánh trù thì đó là đã phải lên bàn điểm số. Tô Rố thì có ý định đó là cứu rừng, nhưng mà cứu rừng không được, cuối cùng thì hai người cũng phải đó là về nhà hồi phục luôn, về nhà xem chúng mình chơi. Thì hiện tại thì ở thế trận này thì tém mình cũng khá là dễ rồi. Bây giờ quan trọng đó làm sao ăn được con thứ nhất, ăn được con ta thân xế giá. Thứ hai đó là có thể đó là ép đường lính cao lên và công trụ, nhưng mà không hay khi mà rừng mình thì đã bị Alistair khóa lại. Và cái kết thì đó là làm chậm nhịp độ của trận đấu đi. Với giai đoạn cuối game cũng khá là đáng sợ khi mà tém bàn có sự khống chế đến từ vị tướng đó là Alistair, có sự khó chịu đến từ vị tướng Tô Rố, trâu bò đến từ Tô Rố, và sát thương kinh hoàng đến từ vị tướng đó là Zone. Nên là ở trận đấu này tém mình phải đánh cẩn thận hơn một xíu nha. Rồi pha này Butterfly tém bàn thì rất chỉ là hổ báo định bắt xạ thủ tém mình, nhưng mà làm sao mà bắt được khi mà đã dính cái nội tài của mình. Và phải lên bảng điểm số phá này thì Tô Rố tém bàn can quẹt bên mình này, 5 điểm rồi, giật độc phạt mất nửa cây máu này, tiếp theo mà dính 5 điểm nữa là thôi luôn ấy. Nhưng mà phá này tém bàn thì rất chỉ là đống, và tém mình thật đã cấu kéo được tém địch rồi, và rừng mình lại hỗ trợ nữa. Phá này thì Tô Rố chắc chắn thì cũng sẽ đó là về tỷ đan và hồi phục thôi. Ok, thì có lẽ trận đấu thì cũng không cần đó là đến con ta thân xế giá để phá trù nữa, bởi vì tém bàn thì bây giờ đó là chỉ con đó là Butterfly trên bản đồ nữa, nên là chắc chắn trận đấu này đó là sẽ kết thúc rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình nhá. Thì đấy là bộ trang bị thì mình thấy là cũng rất chỉ là mạnh cho mơ gắn gá, anh em có thể lên, và cũng khá là trâu bo nữa. Thì nếu thấy hay thì anh em đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh nhé. Cảm ơn anh em rất chi là nhiều luôn.